Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà các Đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy trí nhất thiết cũng chẳng tư duy trí đạo tướng trí nhất thiết tướng mới đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà các Đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy tất cả pháp môn Đà La Ni cũng chẳng tư duy tất cả pháp môn Tam Ma Điện mới đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột bạch thế tôn vì nhân duyên gì mà các đại bồ tát cần phải chẳng tư duy quả dự lưu cũng chẳng tư duy quả nhất lai bất hoàn a la hán mới đủ khả năng tu các hạnh đại bồ tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột bạch thế tôn vì nhân duyên gì mà các đại bồ tát cần phải chẳng tư duy quả vị độc giác mới đủ khả năng tu các hạnh đại bồ tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy tất cả hạnh đại Bồ Tát mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Hết quyển thứ 352.